Minh Huy cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là bản tin sinh hoạt cộng đồng tuần qua với những sinh hoạt chính sau đây. Triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Cần. Bữa cơm cây quỷ thường niên của nhóm tình thương. Lễ rước kiệu Đức Mẹ của nhà thờ Holy Rosary. Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tổ chức bữa cơm cây quỷ cho các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Nepal. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2015, tại Palais Art Gallery đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Hành trình 60 năm với nhiếp ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Cần. Tại đây, tác giả đã giới thiệu 100 tác phẩm đặc sắc nhất. Mỗi tác phẩm của ông là một dấu ấn mang đậm nét Việt Nam và đặc biệt là mô tả cái đẹp của sự cần cù, lam lũ của những người làm việc chân tay và những nghề thủ công truyền thống. Trong hầu hết các tác phẩm của ông, khán giả có thể nhận thấy đâu đó bàn bạc dư âm của những ngày xưa cũ với chiếc nón quai thao, cái áo yếm, những vành nón lá, bình gốm sứ, những đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Việt Nam. Qua các tác phẩm của ông đã thể hiện một cách rất tinh tế, ánh sáng, bố cục, đường nét và đem lại sự thu hút cho người xem. Sau đây Minh Huy mời tất cả quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh do phóng viên của BWN ghi nhận tại buổi triển lãm. Chân thành cảm ơn quý vị quan thứ hai. Em đọc mà. Đã bỏ thời gian quý báu đến đây tham dự buổi triển lãm của tôi. Nếu không có sự hiện diện của quý vị thì buổi tối hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Tác phẩm mà không có người thưởng thức thì tác phẩm trở thành vô giá trị. Sự có mặt quý vị là niềm vinh dự lớn lao cho tôi và gia đình tôi. Cảm ơn các bạn thân hữu đã hết lòng khuyến khích tôi thực hiện buổi triển lãm này. Có lẽ tôi sẽ không thể nào thực hiện được một mình nếu không có sự thúc đẩy, khuyến khích của các bạn. Cảm ơn sự đóng góp, công sức của các bạn và thời gian cũng như tài chính để thực hiện được buổi triển lãm tôi hôm nay. Thành công này thuộc về các bạn. Cuối cùng, nhưng chủ yếu là từ tận đáy lòng tôi, tôi rất biết ơn vợ và con tôi đã hy sinh và nâng đỡ tôi suốt cuộc hành trình lâu dài này. Ai đã từng đam mê chụp ảnh rồi cũng biết là tốn kém thì giờ và tài chính nhiều hơn là làm ra nó. Hành trình càng dài thì sự chịu đựng càng lớn lao. Vợ tôi đã hết lòng hy sinh tình yêu và thời gian cho cái đam mê của tôi. Trong suốt 60 năm, thời gian đáng lẽ tôi phải ở với gia đình. Kính thưa quý vị, cũng trong tối thứ Sáu ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại nhà hàng Kim Sơn đã diễn ra bữa cơm cây quỷ chén cơm cho bé thơ do nhóm tình thương tổ chức với chủ đề Vịnh Hạ Long. Đây là chương trình thường niên của nhóm tình thương và năm nay là năm thứ 14 được tổ chức. Mọi người đến tham dự chương trình để cùng nhau chia sẻ những nỗi đau, bất hạnh của các em bé mồ côi tại quê nhà. Trong không khí ấm cúng và đầy sự sẻ chia cùng với những tiết mục văn nghệ thời trang đặc sắc và đặc biệt là phần đấu giá những món quà để gây quỹ cho các bé thơ tại Việt Nam. Sau đây Minh Huy mời quý vị cùng đến với những hình ảnh của bữa cơm cây quỷ chén cơm cho bé thơ. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Nguyễn Thanh Hương, xin được thay mặt cho Hội đồng Quản trị có lời trân trọng kính chào tới tất cả quý vị đã đến tham dự bữa cơm gây quỹ chén cơm cho bé thơ lần thứ 14. Không biết nói gì hơn để diễn tả sự biết ơn của chúng tôi đến với tấm lòng quảng đại cũng như sự thương yêu của quý vị đến với nhóm tình thương. Vì chính nhờ quý vị mà nhóm tình thương có được ngày hôm nay, khởi điểm từ việc đi nhặt những chiếc lon bán để kiếm tiền cho các em. Chúng ta có đến được ngày hôm nay, có thể nói nhóm tình thương là một trong những hội từ thiện nhận được sự tin tưởng cũng như là sự đóng góp nhiều nhất thành phố Houston. Trong năm 2014, chúng ta đã gửi về được hơn 200.000 đô la để mua thức ăn cũng như làm thêm những cái ngôi nhà tình thương và cung cấp những dụng cụ y tế cho các em. Thank you.
Kính thưa quý vị, như tin tức chúng tôi đã đưa trong những bản tin thời sự những ngày qua, vào ngày 25 tháng 4, trận động đất kinh hoàng 7,9 độ Richter ở Nepal đã giết chết hàng ngàn người, sau đó thi thể ở khắp nơi và nhiều đống đổ nát do trận động đất gây ra. Hiện nay thì Nepal đang tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp sau động đất, kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ. Hiện ngoài người chết thì nước này đang có hàng ngàn người bị thương và cơ sở vật chất bị phá hủy. Hàng ngàn người bất chấp cái lạnh và mưa vẫn quyết định ngủ trên vỉa hè, trong công viên hoặc cánh đồng tại thung lũng Kathmandu do quá sợ hãi khi quay về nhà sau trận động đất và một số e ngại dư chấn có thể xảy ra sau đó. Vì lẽ đó, với lòng từ tâm và hướng về đất Phật, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngày Chủ nhật 10 tháng 5 vừa qua đã tổ chức bữa tiệc chay gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn. Trong chương trình có bài nói chuyện về đất nước kỳ bí Nepal và thảm họa thiên tai. Tại đây, đồng bào Phật tử và đồng hương thành phố Houston đã chung tay ủng hộ nhằm góp phần cùng với thế giới xoa dịu nỗi đau thương vô hạn của những nạn nhân do thiên tai tại Nepal và cùng nguyện cầu cho thế giới được an bình. Chúng tôi tối hôm nay cũng có thêm một ngàn người, đó là của tuy tơ tóc mà nghĩa son kim trùng. Thì cái nghĩa qua cái đồng tiền chúng ta ủng hộ đó tùy nghĩa, nhưng cái tùy nghĩa đó, cái nghĩa, cái tấm lòng của chúng ta đặc biệt hướng về người dân Nepal khổ nạn đó, và đặc biệt nơi đây là chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra có vườn lâm tỳ ni. Do vậy xin được lần nữa hết lời tán thán tất cả những sự nỗ lực của quý ngài và quý vị, đặc biệt là sự hiện diện tối hôm nay, đó là sự đóng góp và sự khích lệ rất là lớn cho ban tổ chức, khích lệ rất là lớn đối với giáo hội. Và chẳng vậy, các vị đã đóng góp và đang đóng góp và sẽ đóng góp cho cái ngân quỹ thương tâm cứu trợ nạn nhân thiên tai động đất xảy ra tại xứ Phật Nepal. Do vậy xin thực thành tâm tán thán và hồi hướng công đức này, mong rằng tất cả chúng ta cái chiêu sự phước sự của chúng ta làm hãy hộ trì cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, cho đất nước Việt Nam của chúng ta sớm vượt qua khổ nạn. Kính thưa quý vị, cuộc thi nữ hoàng giải trí Miss Entertainment Queen năm 2015 đang ở vào giai đoạn nước rút của ghi danh và chờ đón đêm khai màn của cuộc thi vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 tới đây. Kính mời quý vị khán giả, quý đồng hương cùng đến tham dự và ủng hộ cho các thí sinh cũng như là cho chương trình. Với chương trình đặc sắc, các món ăn ngon và không gian ấm cúng sang trọng của nhà hàng Rosemary Garden. Vé có bán tại BWN TV ở địa chỉ 10515 Bel Air Boulevard Suite E, Houston, Texas 77072. Để đặt bàn xin quý vị gọi 713-429-4046, một lần nữa 713-429-4046. Cuộc thi vẫn còn tiếp tục nhận ghi danh đến hết ngày 18 tháng 5, tức là đến cuối tuần này. Mọi chi tiết về cuộc thi xin quý vị vào website www.smitheq.com hoặc gọi cho Tuấn Nguyễn ở số điện thoại 281-788-8563. Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những sinh hoạt cộng đồng trong tuần vừa qua. Minh Huy cùng toàn ban biên tập xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tuần sau.